Mercedes-Benz là hãng xe hơi mới nhất đang tìm cách tăng cường hệ thống âm thanh của mình với Dolby Atmos. Công ty xe sang đang có kế hoạch bổ sung hỗ trợ cho tiêu chuẩn âm thanh 3D thông qua tiện ích bổ sung âm thanh nổi Burmester tùy chọn cho các mẫu xe cao cấp bắt đầu từ mùa hè năm 2022. Mercedes-Benz không phải là công ty ô tô đầu tiên cung cấp Atmos, vừa bắt đầu xuất xưởng và là chiếc xe đầu tiên hỗ trợ Dolby Atmos nhờ hệ thống 21 loa Surround Sound. Nhưng việc triển khai Atmos của Mercedes-Benz có vẻ còn đi xa hơn nữa. Với 31 loa khổng lồ nằm rải rác xung quanh xe, danh sách bao gồm 6 loa 3D phía trên hành khách, 4 loa gần tai cho hai ghế trước và một loa 18,5 loa siêu trầm split. Mỗi chỗ ngồi cũng có tính năng Hidden Exciter mỗi người, với tổng số 8 trong xe, và tất cả mọi thứ được trang bị hai bộ khuếch đại với tổng số 1.750W điện. Để bắt đầu, Mercedes đang cung cấp Atmos trong mẫu Maybach hàng đầu của mình, sau đó là các xe S-Class với hệ thống thông tin giải trí MBUX mới. Thật không may, với mức giá của cả xe Mercedes Maybach và S-Class, việc sở hữu phần cứng để có được trải nghiệm Atmos đầy đủ sẽ không hề rẻ. Chiếc xe S-Class cấp nhập cảnh, một chiếc sedan S504matic 2021, có giá khởi điểm 110.850 USD và tiện ích bổ sung âm thanh vòm Burmester 4D cần thiết cho Atmos là 6.730 USD. Tuy nhiên, khách hàng của mẫu Maybach hàng đầu sẽ không phải lo lắng hệ thống âm thanh nâng cấp đã được bao gồm trong thẻ giá cơ bản 185.950 USD. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!